Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Trong nhân tướng học và xem tướng, chỉ cần nhìn vào tướng mạo cũng có thể đoán được tài vận của người đó ra sao, xem xét những dấu hiệu xui xẻo. Tính cách từ xa xưa là một phần không thể thiếu trong bộ môn tướng số của các thầy. Được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho quý anh chị về cách thức xem tướng dê trong nhân tướng học mang lại xui xẻo cũng như những điều không may mắn cho gia chủ. Tướng mắt dê. Tướng mắt dê có hình dạng nhọn, mắt tròn, đầu nhọn, đuôi lớn, mí trên dài và rõ, mí dưới không rõ, tròng đen hỗn tạp, đen ít vàng nhiều, đồng tử mờ như là có lớp vải hay là lớp xương mỏng che phủ. Toàn thể mắt trông không có vẻ thanh nhã. Đặc biệt, tướng mắt dê có nhãn cầu rất nhỏ, lông trắng rất nhiều và đục. Đôi mắt đứng đầu trong ngũ quan, mắt, lông mày, tai, mũi, miệng và được các lý luận của bộ môn nhân tướng học vô cùng coi trọng. Theo như thuật nhân tướng học cho hay thì tướng mắt dê có thể phản ánh rất rõ cá tính, vận số, sự nghiệp, tình cảm, hôn nhân. Về phương diện giám sát, quan tướng mắt dê thuộc loại bất thành tự. Nếu ngũ quan toàn hảo, cốt cách khá thì cũng được hưởng lộc nhỏ trong một khoảng thời gian nhưng không trọn vẹn. Từ trung vận về sau, những người có tướng mắt dê có vận mệnh càng ngày càng xấu. Tuy dê thuộc loại hiền lành, nhưng người có tướng mắt dê lại không phải là điểm cát lành. Nhìn sâu vào đôi mắt, thấy có màu đen nhạt, lại có chút vàng pha lẫn, tạo cảm giác như trắng đen không rõ ràng. Ánh nhìn lúc nào cũng nhập nhằng, không phân định rõ, khiến người nhìn cảm thấy khó chịu. Hầu hết những người có tướng mắt dê được thừa hưởng chút ít sản nghiệp của đời trước để lại. Thế nhưng, vì là những người này không có tài nên họ dễ dẫn đến tán gia bại sản, về già cuộc sống khó khăn thiếu thốn. Do đó, nếu họ học cách chi tiêu tiết kiệm, biết tích lũy thì sau này sẽ đỡ khổ hơn. Lông mày che khuất ấn đường hay còn được gọi là thầy tướng số là bị khóa ấn đường. Đây cũng là một tướng mà người có tướng dê thường gặp. Ấn đường là nơi tượng trưng cho hoài bão của một người có thực hiện được hay không. Ấn đường nên thoáng đãng có phần nhô lên, kỵ ấn đường có nhiều nếp nhăn hay là bị lông mày che khuất. Người mà ấn đường bị lông mày che khuất sẽ tạo cảm giác ấn đường nhỏ hẹp, khiến cho lòng dạ trở nên hẹp hòi, cũng chẳng dám mơ ước gì cao xa. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát. Cho dù bản thân có nhiều tham vọng, cũng chẳng thể biến chúng thành hiện thực, chỉ đành than thân trách phận, số kiếp kém may mắn mà thôi. Người sở hữu kiểu ấn đường này thường có gia cảnh bần hàn hoặc cha mẹ phải đi làm ăn xa, bồn bà tứ phương. Người này có tính cẩu thả, dễ nóng nảy hay cáu gắt và khó kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn vất vả và đến khoảng trên dưới 30 tuổi họ khó tránh khỏi họa, nhưng nếu tâm lý vững chắc thì có thể vượt qua được. Đặc biệt, nếu nếp nhăn càng ngoằn ngoèo hằn sâu hoặc lông mày tại vị trí này càng nhiều thì số mệnh của những người này càng xấu. Theo chuyên gia tướng số của Phong thủy Gia Cát, những mệnh chủ rơi vào trường hợp ấn đường như bị khóa này tốt nhất cần thường xuyên nhổ tỉa phần lông mày tại vị trí ấn đường đi. Kèm với đó, cần phải luôn mang theo bên mình một pháp khí trợ mệnh Minh Quang Pháp Bảo để nạp tài kích vận, mang lại bình an may mắn cũng như tài lộc cho mình. Ngoài ra, người tướng dê khi kết hợp với tướng mặt có sống mũi gồ, cong vẹo, lộ xương sẽ mang lại sự xui xẻo nhiều hơn cho gia chủ. Mũi là bộ phận tượng trưng cho năng lực cá nhân và khả năng nhận thức của một người. Xem tướng khuôn mặt, người mà mũi nhọn, gầy, lộ xương thì cả đời cô độc, tính tình cao ngạo nên rất khó hợp tác với người khác. Cũng khắt khe khó tính, lại ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình nên ai nấy đều xa lánh. Người sống mũi cong vẹo không thẳng, sống mũi gồ ghề, tính tình cổ quái, cách đối nhân xử thế cũng khác với người thường, thích nổi bật hay thể hiện trước mặt cấp trên, song lại có phần vô lý hung hăng, dễ gây ấn tượng xấu. Trong nhân tướng học, mũi là cung tài bạch, vì thế mà người có tướng mũi xấu thì đường tài lộc cũng khó mà phát đạt.
Người mà mũi gồ lộ xương lại cong vẹo không thẳng thì tài vận cả đời chẳng mấy tốt lành, cần phải có quý nhân hỗ trợ mới có thể nâng cao vận trình. Trên đây là những thông tin về nét tướng dê khiến mệnh chủ cả đời nghèo kiết xác không ngóc đầu lên được. Phần tiếp theo của chương trình lần này, Phong thủy Gia Cát sẽ tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên trong vận trình năm 2020 Canh Tý sẽ khó khăn trắc trở, cần phải cẩn trọng chú ý. Đầu tiên đó là tuổi Dậu. Trong năm 2020, tuổi Dậu gặp cục diện tương phá hạn thái tuế lơ lửng trên đầu. Vì vậy, bản mệnh dễ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn, chi tiêu không hợp lý dẫn đến hiểm họa về tài chính. Tình hình sức khỏe năm Canh Tý của con giáp này không mấy khả quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp cần lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường hay cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí có nhiều khi suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động nên khi vướng mắc rắc rối thường không sẵn sàng khắc phục, dễ dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kinh bài thái tuế có tác dụng hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, xét về vận trình tình duyên, vì có sao thiên hỷ xuất hiện nên bản mệnh trở nên khá đào hoa. Bạn có thể gặp những đối tượng hợp ý ở những nơi như quán bar hoặc những buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm của con giáp này có thể phát triển nhanh chóng, nhưng mệnh chủ cần phải biết giữ mình, không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp sẽ kéo theo chính mình vào rắc rối. Tử vi 12 con giáp cho thấy bản mệnh sẽ gặp rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tửu sắc thị phi, không biết kiềm chế những ham muốn không chính đáng, dễ vướng vào tai bay vạ gió, tự tay phá vỡ hạnh phúc của chính mình đã có. Năm Canh Tý, tuổi Dậu phải đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá Tý Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của Kim Dậu, mà địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần, nên bản mệnh này không được thuận lợi trong công việc. Con giáp này dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến mọi chuyện không yên ổn, bản tính bốc đồng đơ là cũng mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Bản mệnh sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề đang xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra, cục diện tương phá còn cảnh báo những chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều thú vui bên ngoài. Vì thế bản mệnh cần phải tránh hết sức tham gia vào các hoạt động tụ họp không cần thiết, tránh giao lưu với những người có ý đồ không lành mạnh. Trong năm 2020, tuổi Dậu cần tránh đi đến những khu vực âm u, ẩm ướt, không nên đi tới những khu vực ven sông hoặc những nơi nhiều người hỗn tạp như quán bar, quán rượu để tránh những chuyện rắc rối không cần thiết. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ kích tài nạp phúc, nạp tài tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Tiếp theo là tuổi Mão. Tuổi Mão năm 2020 gặp cục diện hình thái tuế, tài lộc sự nghiệp có bước thăng tiến nhưng dễ gặp phải trục trặc về sau, có được có mất. Sức khỏe của con giáp này trong năm Canh Tý cũng không được tốt, dễ mắc bệnh liên quan đến gan, thận. Bước vào năm Canh Tý, tuế can canh kim lộ xuất chính quan, Tý Thủy tọa tại chính ấn, ấn quan tương hợp tạo điều kiện cho con giáp này phát triển trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên người tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế để nghênh đón các thần hóa giải hung tinh, giúp tuổi Mão luôn gặp được may mắn, bình an trong cuộc sống. Bản mệnh dễ đạt được mục tiêu của mình, thuận lợi trên con đường học hành thi cử, ứng tuyển xin việc lấy bằng cấp chứng chỉ gì cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra thì con giáp này có thể sẽ nhanh chóng thăng tiến lên vị trí cao hơn, phù hợp với năng lực bản thân. Theo đó mà mức đãi ngộ cũng được cải thiện nhiều. Tuy nhiên do thái tuế Tý Thủy và tuổi Mão phạm phải cục diện tương hình nên trong năm cần phải chú ý trong họa có phúc, trong phúc có tiềm họa, đừng thấy rằng mình thành công mà lơ là cảnh giác. Lợi ích có được chẳng dễ dàng nhưng vẫn cần phải có sự thỏa thuận, nếu không được thỏa hiệp từ trước thì hậu quả có thể khôn lường. Do ganh tị đố kỵ mà tiểu nhân sẽ tìm cách phá hoại, không ăn được thì đạp đổ. Thái tuế trợ đào hoa nên tử vi năm 2020 của tuổi Mão cho thấy dễ tìm thấy được cơ hội gặp gỡ làm quen với người khác phái, khả năng tìm thấy tình yêu của đời mình cũng cao hơn. Song nếu con giáp này đã kết hôn thì đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ và phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Cần phải giữ lập trường vững vàng, không để bị say nắng trúng gió mà rơi vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thái tuế còn mang theo những hung tinh gây ra đủ chuyện rắc rối phiền phức, làm hỏng chuyện mà tuổi Mão đang cố gắng đạt được.
thậm chí còn gây tổn hại đến con giáp này nữa. Trong năm hung tinh dễ đẩy con giáp này vào họa khẩu thiền thị phi, thậm chí có thể vướng phải họa kiện tụng lao tù, bản thân chịu thương tật, phá tài hao của. Theo phong thủy gia cát thì năm 2020 tuổi Mão cần phải lưu ý làm gì tốt nhất cũng phải tuân theo quy định pháp luật, dù đó là chuyện nhỏ xảy ra bên mình thì cũng đừng vì tình cảm cá nhân mà chủ quan tặc lưỡi bỏ qua. Cần kiểm soát bản thân cho thật tốt, chớ để dục vọng và tham lam lấn át hết lý trí mà mắc sai lầm thì chỉ có mất nhiều hơn được, mà cũng không ai có thể cứu được con giáp này thoát khỏi tai ương. Mão Tý tương hình, Tý thủy cảnh báo bản mệnh nên tránh xa những nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, hạn chế tới những nơi ẩm ướt, âm u, tối tăm, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành. Vậy nên, người tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để chiêu mời quý thần tam hợp, hóa giải hạn thái tuế, tăng cường quý nhân trợ giúp. Khi được quý thần tương trợ, thị phi sẽ không còn, từ đó công việc hanh thông thuận lợi, giúp cho người tuổi Mão tài lộc vượng tiến trọn đời. Mệnh chủ tuổi Tý, trong năm 2020, người tuổi Tý phạm thái tuế lại có thêm những đặc điểm xấu đại kỵ ở những vị trí trên sẽ khó khăn càng nhiều. Thái tuế đương đầu, không họa này ắt có họa khác, con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và thái tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, mong muốn hoặc sống quá thực tế, hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế Tý thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua việc những chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được mình sẽ bộc lộ thành một người hoàn toàn khác. Ngoài ra, phạm thái tuế luôn là điểm hung, Tý thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa tổn thất mà thái tuế gây ra. Thái tuế Tý thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng. Các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Tý. Tử vi của tuổi Tý thì trong năm nay con giáp này dễ mắc phải bệnh tim mạch. Điềm báo tử vi cũng cho thấy cần phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn của cha mẹ, nhất là đối với người cha. Kim sinh xuất cho thủy, thái tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy gia cát xin được nhắc nhở tuổi Tý trong năm nay chớ nên ham vui mà tới nơi sông sâu sóng cả, cần phải lưu tâm cả những nơi hầm ngầm hay hang động dưới lòng đất, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước, đó là 8 bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Tuổi Ngọ, tử vi năm 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung thái tuế, khi có những nốt ruồi tại vị trí đại kỵ này nữa sẽ dẫn tới hiểm họa trùng trùng, Tý Ngọ tương xung, lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó bề đạt được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự xúc họa vào thân. Có thể sẽ có phải sự chuyển dịch về chỗ ở hay chỗ làm, cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như tuế phá và tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay những công kích nghiêm trọng. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế.
Tuy tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài là bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm nay, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm. Đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ vào năm 2020 không được tốt cho lắm. Tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống. Tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay, bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp càng tốt. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái với pháp luật, hám lợi nhất thời, chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về mặt sức khỏe, con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu hơn, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều rượu bia, dùng các chất kích thích. Nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà để lại bệnh tật trong người. Ngoài ra, thái tuế tí thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc này, mệnh chủ nên lưu ý, không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận, kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u, ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí, nếu không sẽ khiến cho bệnh tật quấn thân hay là bệnh tình trở nặng. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp, trước khi ra khỏi nhà phải đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, hạn chế nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, giúp cho công việc làm ăn được hanh thông, thuận lợi, thành công, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mình mong muốn ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.